Khẳng định như vậy cũng gọi là làm lợi ích an vui cho tất cả các loài hữu tình thế gian. Vì sao Mãn Tử Tử? Vì các đại Bồ Tát muốn làm lợi ích an vui vô lượng hữu tình mà dùng phương tiện thiện xảo nhập vào định này. Nếu thắng định như vậy hiện tiền thì có thể dẫn đến vô biên thắng định nhiệm màu, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an vui lớn cho các hữu tình. Nếu thắng định như vậy hiện tiền thì dẫn đến vô biên phương tiện thiện xảo, để khuyên gian dạy bảo cho vô lượng hữu tình đều phát sanh tịnh lự vô lậu, chứng chân pháp tánh, dứt các phiền não, nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhân duyên này, thắng định của Bồ Tát cũng gọi là làm lợi ích an vui cho tất cả các loài hữu tình thế gian. Cho nên chúng đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải học tịnh lự ba la mật đa. Nếu ai học tịnh lự ba la mật đa thì mau phát ra trí nhất thiết trí. Mãn Tử Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con cho rằng các định của Thanh Văn chứng đắc hơn định của Bồ Tát. Vì sao? Vì Thanh Văn đầy đủ 9 định thứ lớp, Bồ Tát chỉ được 8 định trước. Bồ Tát chẳng đạt được định diệt thọ tự